Mình xin chào tất cả các bạn nha. Lúc nãy mình đi kiểm tra heo á, thì mình thấy cái con này nó có hiện tượng xanh nha các bạn. Mình ở ngoài mình coi kỹ vô á, thì mình thấy nó bể nước ối nha. Ở đây là nước ối nó ra nè. Mình chưa có chuẩn bị đèn hay gì chân á. Bây giờ mình quay sơ cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đốt đèn lên rồi mình xem coi heo nó xuống hay chưa nha. Để mình can thiệp. Nó bể nước ối là con nó ra đó các bạn. Lúc mình ra các bạn thì mình thấy nó bể nước ối rất là nhiều nha. Mình sợ nó con nó xuống rồi nó bị ngợp. Nhưng mà mình đã kiểm tra rồi các bạn. Cái màng ở bên ngoài nó chưa có bể thì chưa có vấn đề gì nha các bạn. Mình lưu ý các bạn, đây là heo tơ nha. Trường hợp mà heo tơ nó bể nước ối, nhưng mà cái màng ở ngoài á, các bạn đút vô khoảng tới cổ tay các bạn á, là nó còn ba bốn lỗ nhỏ nhỏ, là cái đó gọi là cái màng ở ngoài nó chưa có bể, là chưa có vấn đề gì hết. Giống như đây là cũng là con heo tơ luôn nè. Khi nào mà con heo gạ thì mình mới can thiệp nha. Còn con heo tơ á, thì nó chưa bể cái màng ngoài đó mà nó ra nước ối thì không sao đâu, các bạn cứ đợi nó gặn đi. Khi nào con nó xuống thì nó sẽ tự động bể cái màng. Con heo này á là mình nhớ là mình tính ngày á là 23 tháng 11, nhưng mà hôm nay mới có ngày 12 tháng 11 mà nó xanh rồi, không biết là mình có tính lộn ngày hay không nữa các bạn. Còn một tí nữa con nó ra thì mình quay cho các bạn xem nha. Đây nè, con nó chắc cũng gần ra đó các bạn. Mình thấy bể nước ối nó có máu rồi nè. Có thể là nó bể cái màng rồi đó các bạn. Chắc nó bể cái màng ở ngoài, máu nó mới ra đó các bạn ơi. Con này á, thì mình đoán khoảng chừng 3 đến 5 phút nữa thì nó sẽ ra nha. Có thể mình đoán là có thể nó bể cái màng ngoài, nó bể máu rồi đó. Nó bể nước ối, nó bể màng ngoài, nó chảy máu á. Là con nó xuống rồi đó. Ở đây nó có cức su luôn nè, các bạn nhìn thấy cức su nè. Đó, cức su là cái hộp nằm ghìa ngoài nha. Heo mình hiện tại là đẻ được 3 con sống nha các bạn. Có hai con khô thai nha. Cái con này là nó quá to luôn các bạn ơi. Con này là mình móc bỏ luôn á. Cái con này là nó ra thứ hai nè. Cái con nhỏ bên đây á, cái con nhỏ này nè là nó ra thứ nhất, rồi nó là thứ hai. Thứ hai xong rồi tới cái con này là thứ ba. Con này là thứ tư, con này là thứ năm. Nó to là mình tính là mình móc bỏ hồi nãy là nó ngộp thở luôn rồi đó. Hồi nãy là nó chỉ còn dãy dãy thôi đó. Mà bây giờ hên sao mà nó tỉnh vậy nè các bạn. Nó bự gấp rưỡi những con khác luôn nha. Heo này là nó sanh khó nha các bạn. Con đó là nãy giờ là mình thứ nhất á là ở đây là cọng dây chì nè. Dây chì là mình không có dây nóc, mình sử dụng dây chì là mình móc không được nè. Thứ hai nữa là mình dùng cái dây này nè các bạn. Mình buộc dạng rút á, càng 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 gị nó càng rút á. Mình buộc vô cái mỏm nó ở đây nè. Cái mỏ nó chỗ này nè, đó mình buộc vô đây, vòng vô đây nè. Rồi mình kéo nó, đây mình nắm hai tay rồi mình kéo ra tiếp. Trường hợp con này là heo con quá to rồi, xương chậu nó hẹp, nó sanh khó nha các bạn. Bây giờ hiện tại được 3 con nha. Hên là cái con này nó còn vẫn còn sống nha. Mình sẽ cố gắng mình cứu nó. Rồi tiếp theo là mình xử lý các con kế tiếp luôn nha. Rồi mình quay sơ lược cái đàn heo của mình cho các bạn xem nha. Đây là đàn heo của mình sanh được 6 con này các bạn. Đây là 6 con còn sống nha. Rồi nó ra thêm một con khô thai nữa, con này cũng hơi to đó. Là 7 con, 7 con với lúc nãy hai con nhỏ nữa là 9 con. Mà chưa sanh xong nha, để một tí nữa mình kiểm tra coi. Bụng thì nó cũng xẹp rồi đó các bạn. Mình đoán nó chỉ còn 1 đến 2 con nữa là dữ lắm rồi. Thì heo tơ lứa đầu thì 10 con, 11 con thì nói chung là cũng chấp nhận được rồi các bạn. Không hiểu sao mà mình tiêm vaccine mà nó vẫn khô thai nha. Chắc những lứa sau á là mình sẽ đổi cái cửa hàng bán vaccine nha các bạn. Mình sẽ không mua chỗ đó nữa, mình sẽ đi tìm một cái đại lý khác để mình mua cái vaccine nha. Tại vì lúc trước á, hai con sanh khó lúc trước á, nó cũng bị khô thai. Rồi con này nó cũng bị nữa, là vaccine nó có vấn đề nha các bạn, chứ không phải là do mình chích vaccine nó không đảm bảo nha. Rồi mấy con kế tiếp này á, thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm luôn. Rồi những con này á, thì mình sẽ chắc mình giảm cám lại. Một ngày mình cho ăn ký 8, chắc bây giờ mình sẽ giảm xuống còn 1,5 kg để cho con nó nhỏ lại các bạn. Nè các bạn thấy không, hoa nó cũng muốn nở rồi nè. Ngày sanh của nó là ngày 22 tháng 11 nè. Rồi con bên đây là hoa nó cũng nở luôn nè, mà nó nở chưa to thôi. Con bên đây là ngày 21 tháng 11 nè. Đó, 21 21 tháng 1, 22 tháng 11 nè, 23 tháng 11. 23 mà bữa nay mới 12 mà xanh rồi. Không biết mình có ghi lộn ngày không nữa. Đây là 6 con nha. Đây cái con này là con to, con đầu tiên nè. Rồi 9 con rồi đó.
tính luôn khô thai nha. Rồi một tí nữa mình kiểm tra coi còn con nào hay không, mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nha. Rồi đến thời điểm hiện tại á, là bầy của mình là chỉ được có 6 con sống và 3 con khô thai thôi nha các bạn. Tổng cộng là con nái này sanh chỉ được là 9 con thôi nha. Đây là lứa đầu tiên nha. Rồi mình sẽ cho nó cơ hội nữa là lứa thứ hai, là lứa đầu tiên và lứa thứ hai, một trong hai lứa con nái nó phải đạt 12 con mình mới giữ lại nha. Còn mà dưới 12 con là mình loại nha. Đây là con nái lần đầu tiên là 9 con nè, lứa thứ nhất là 9 con nè. Rồi tiếp theo là tới con nái này. Con nái của này thì chắc nó cũng chừng 8 đến 10 con thôi các bạn, nó không nhiều đâu, nó cũng như con nái đó thôi. Rồi con này là con gạ nha. Con gạ thì con này hồi mấy lứa trước là nó đẻ từ 15 đến 17 con. Lứa này thì mình nghĩ là chắc ít rồi cho các bạn ơi. Bụng nó rất là nhỏ luôn, không có bụng gì hết trơn á. Nhưng mà con này thì mình không lội, cái con này là nó đẻ đạt rồi. Và do mình phối hoặc là do tinh nó yếu rồi nó không đậu nhiều thôi. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì các bạn nhớ đón xem cái clip sau của mình. Thì mình sẽ làm một cái clip kiểm nghiệm lại là heo khi tách bầy sẽ cho ăn tự do, nó sẽ không bị tiêu chảy. Có một số bạn là không tin là mình làm cái clip là heo khi tách bầy là cho ăn tự do rồi nó không bị tiêu chảy. Các bạn không tin cái đó thì bây giờ mình sẽ làm thêm một clip nữa. Hai clip trước mình đã làm rồi, bây giờ một clip này nữa là clip thứ ba mình sẽ làm, mình kiểm nghiệm lại với cái bầy này nè. Mình đang làm một cái clip này nè các bạn. Heo mình hiện tại hôm nay nó là buổi tối 22 ngày nè. Rồi các bạn nhớ đón xem cái clip này nha. Mình sẽ kiểm nghiệm lại cho các bạn xem, để cho các bạn trải nghiệm xem đúng hay chưa. Và các bạn phải sử dụng đúng cái liệu trình của mình và đúng theo cái thuốc của mình mới được nha các bạn. Còn các bạn sử dụng những cái loại thuốc của hãng khác thì mình chưa trải nghiệm, mình chưa có đảm bảo với các bạn nha. Còn mà nếu các bạn dùng đúng loại thuốc của mình luôn, đúng theo cái quy trình của mình luôn, thì mình đảm bảo các bạn là sẽ ok nha. Ở đây có một anh nó bị thần kinh co giật nè các bạn. Khi mà mình ra mình phát hiện nó bị thần kinh co giật á, thì nó có triệu chứng là quay vòng tròn. Và nó nặng thì nó bơi, nó quay vòng tròn nha các bạn. Còn nó đi thì nó niễn niễn, đi cà siêu siêu. Rồi lúc mình đem cái máy ra thì nó không còn cái hiện tượng đó nữa, nên mình không có làm cái clip những con bị thần kinh co giật cho các bạn xem được nha. Thank you.